Trước tình trạng giá vàng trong nước nhảy múa, bỏ xa giá vàng thế giới đến gần 20 triệu đồng một lượng lúc cao điểm. Nhiều biện pháp quản lý mạnh đối với thị trường này đã được triển khai trong thời gian gần đây. Một trong những biện pháp đó là yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh vàng phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Theo đó, người mua vàng, dù nhiều hay ít, đều có quyền yêu cầu đơn vị cung cấp xuất hóa đơn điện tử. Động thái trên không chỉ đảm bảo nguồn gốc, chất lượng vàng, mà còn giúp cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ và minh bạch hoạt động kinh doanh mặt hàng đặc biệt này. Lâu nay, vàng là một trong những kênh đầu tư được chị Trần Hồng Trang khá quan tâm. Tuy nhiên, trong giao dịch mua bán, chị không mấy chú ý đến việc yêu cầu bên bán xuất hóa đơn điện tử. Cái chị Trang nhận được thường chỉ là hóa đơn bán lẻ giấy của cửa hàng. Việc cơ quan quản lý yêu cầu các cửa hàng buộc phải xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sau mỗi giao dịch khiến chị cảm thấy yên tâm hơn về chất lượng cũng như nguồn gốc của sản phẩm mình đầu tư. Khi mà nhận được hóa đơn điện tử thì bản thân tôi hay bất cứ một nhà đầu tư nào cũng sẽ yên tâm hơn về chất lượng cũng như về nguồn gốc của cái sản phẩm mình đang đầu tư. Tôi nghĩ đó là một cái chủ trương rất là tích cực và đảm bảo cho cái an toàn của người dân khi đầu tư. Hà Nội hiện có số lượng đơn vị kinh doanh vàng đứng thứ hai toàn quốc với khoảng 400 doanh nghiệp. Từ năm 2020, đây cũng là một trong ba địa phương thí điểm triển khai xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nên 100% cơ sở kinh doanh vàng đã thực hiện. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền vẫn là chính và trông chờ vào tính tự giác của cơ sở kinh doanh, nên việc triển khai thực hiện vẫn còn những lỏng lẻo. Thời gian gần đây, việc siết chặt quản lý, trong đó có quy định rút giấy phép kinh doanh đối với những đơn vị không tuân thủ, là một trong những biện pháp khá mạnh tay, cho thấy quyết tâm của chính phủ trong việc làm minh bạch và lành mạnh thị trường vàng. Thực hiện Nghị định 123 năm 2020 của Chính phủ, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, thì 100% các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã sử dụng hóa đơn điện tử. Tiếp theo đó, thì trong thời gian gần đây, thì thực hiện các công điện của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về việc là các biện pháp để tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, thì Cục Thuế thành phố Hà Nội đã triển khai đề nghị các doanh nghiệp, 100% các doanh nghiệp kinh doanh vàng là thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tiền. Việc thực hiện này nhằm giúp cho các doanh nghiệp là tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc xuất hóa đơn đầy đủ kịp thời, đảm bảo sự minh bạch trong cái hoạt động kinh doanh vàng bạc của các doanh nghiệp. Tại cuộc họp về chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá diễn ra vào trung tuần tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kể từ ngày 15 tháng 6, doanh nghiệp kinh doanh vàng không xuất hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế sẽ bị rút giấy phép. Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm. Thực hiện sự chỉ đạo này, ngành thuế trên toàn quốc đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc tuân thủ hóa đơn điện tử. Để triển khai cái công tác quản lý thuế cũng như là yêu cầu các cái cơ sở kinh doanh vàng là xuất hóa đơn đầy đủ kịp thời theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính cũng như các quy định pháp luật, thì trong thời gian vừa qua thì Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tham mưu cho Ủy ban thành phố ban hành các văn bản giao nhiệm vụ cụ thể đến từng sở ban ngành, chính quyền địa phương trong cái việc là phối hợp với cơ quan thuế. Cục Thuế cũng đã tham mưu là thành lập ban chỉ đạo triển khai về hóa đơn điện tử, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc sử dụng hóa đơn điện tử cũng như hóa đơn điện tử khởi tạo của máy tiền của các doanh nghiệp có loại hình kinh doanh bán lẻ, và trong đó là chú trọng đến kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh vàng. Theo Tổng cục Thuế, cả nước hiện có trên 12.500 doanh nghiệp có hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc và trên 5.000 hộ cá nhân gia công vàng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022, ngành thuế chính thức triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
trong việc sử dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu thuế đối với lĩnh vực bán lẻ. Theo đó, 100% các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã áp dụng hóa đơn điện tử, với số lượng hóa đơn đã sử dụng đến thời điểm tháng 6 năm 2024 là khoảng 1,34 triệu hóa đơn. Trong 2 năm gần đây, tuy mới chỉ thanh tra kiểm tra hơn 800 doanh nghiệp, nhưng Tổng cục Thuế đã xử lý thuế hơn 45 tỷ đồng từ các vi phạm. Hiện nay thì Cục Thuế đã triển khai và yêu cầu tất cả các đơn vị quản lý thuế là tăng cường cái hoạt động kiểm tra, giám sát, kê khai cũng như là tình hình sử dụng hóa đơn của các cái doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc. Cũng đã chỉ đạo tất cả các cái cơ quan thuế là thực hiện phân tích hồ sơ khai thuế, phân tích các cái nguồn thông tin từ các cơ quan nhà nước. Và trên cơ sở đó thì nhận diện các cái rủi ro và tiến hành hoạt động thanh kiểm tra về tình hình kê khai thuế cũng như là tình hình sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Để làm được tốt cái công tác quản lý thuế cũng như là công tác quản lý nhà nước trên địa bàn với hoạt động kinh doanh vàng, Cục Thuế cũng mong là nhận được cái sự phối hợp của các cái sở ban ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là các cái cơ quan chức năng như cơ quan quản lý thị trường, cơ quan công an trong quá trình kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ thì phối hợp và phát hiện các hành vi vi phạm trong sử dụng hóa đơn thì cũng kịp thời kiến nghị hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế để chuyển và xử lý theo thẩm quyền. Hoàn Kiếm, địa bàn tập trung đông doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, chế tác vàng bạc, đã có nhiều giải pháp để người kinh doanh tuân thủ các quy định về xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong giao dịch mua bán vàng. Trong đó, Chi cục Thuế Hoàn Kiếm đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, tạo thay đổi, chuyển biến từ nhận thức. Thực hiện cái chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng như Cục Thuế thành phố Hà Nội, Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm ban hành cái văn bản chỉ đạo các cái phòng ban ngành, Ủy ban nhân dân 18 phường cùng với cơ quan thuế triển khai thực hiện. Cái thứ nhất là chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền. Ở đây thì tuyên truyền các cái doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn là thực hiện nghiêm cái việc là phát hành, đăng ký phát hành và sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Thứ hai là tuyên truyền đến người dân về cái thói quen là mua hàng hóa nói chung và cái mua vàng nói riêng là thực hiện lấy hóa đơn thế và thanh toán không dùng tiền mặt. Cửa hàng này đã trang bị máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế từ hơn một năm nay. Sau khi nhận tiền thanh toán, nhân viên bán hàng sẽ khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền cung cấp cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua vàng với giá trị từ 200.000 đồng trở lên đều được nhận hóa đơn điện tử sau mỗi giao dịch. Đơn vị cũng cho biết, song song với việc tuyên truyền vận động người bán tuân thủ các quy định, cơ quan thuế cũng sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khi phát sinh các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn triển khai. Doanh nghiệp đã thực hiện theo chủ trương của nhà nước là cấp hóa đơn điện tử cho khách hàng bán vàng. Thì bước đầu thì cũng có gặp nhiều khó khăn nhưng mà được sự giúp đỡ của các cán bộ chi cục thuế quận Hoàn Kiếm đã giúp đỡ cài đặt và hỗ trợ phần mềm cũng như những khó khăn trong ban đầu thì trải qua khoảng 2 tháng thì doanh nghiệp đã làm quen được và khách hàng cũng đã thực hiện theo đúng theo chỉ đạo của chính phủ. Thì bây giờ 100% doanh nghiệp là bán vàng để cung cấp hóa đơn điện tử cho khách hàng thì khách hàng cũng thực hiện và đáp ứng theo cái chủ trương đấy của nhà nước. Hóa đơn điện tử được nối với cả máy tính tiền thì chúng tôi cũng thấy rằng cái nó cũng là được rất là ưu việt. Nó mang tính chất rằng là với công nghệ 4.0 bây giờ thì là cũng rất là thấy là nhanh, gọn, nhẹ và mang cái tính chất là dân cũng cảm thấy là cũng rất là tin tưởng. Và hai nữa là chúng tôi cũng tiết kiệm được chi phí và cũng được sự nhắc nhở của cán bộ thuế là khi khách hàng mua hàng là phải có hóa đơn. Và chúng tôi cũng làm thế thì cũng là được cán bộ thuế tổ chức những cái đoàn để phối hợp để giải quyết cho chúng tôi khúc mắc cái vấn đề gì. Trên thực tế, nhiều người mua không có thói quen lấy hóa đơn hoặc e ngại cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, mã số thuế để nhập liệu vào hóa đơn. Đây cũng là một trở ngại nhỏ.
Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn có thể xuất hóa đơn điện tử nhờ vào giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Doanh nghiệp vẫn thực hiện xuất hóa đơn từng lần bán hàng cho khách lẻ. 100% là mời khách hàng cung cấp căn cước công dân để nhập vào hóa đơn điện tử. Đấy, thì khi mà hóa đơn điện tử ấy, thì đầy đủ thông tin của khách hàng, thì sau đấy thì có xuất cho khách hàng nào khách hàng đấy theo mã số thuế của khách hàng. Khi mà xuất hóa đơn điện tử thì chúng tôi thấy là có những trường hợp là người ta đưa chứng minh thư và chúng tôi xuất để kết nối với cả cơ quan thuế, và có những cái trường hợp mà một số trường hợp thứ hai nữa là chúng tôi thấy rằng là họ không đưa chứng minh thư, nhưng khi chúng tôi đã viết kết nối với cả cơ quan thuế rồi là chúng tôi cũng vẫn cứ xuất hóa đơn điện tử bình thường. Yêu cầu xuất hóa đơn thì đảm bảo được cái nguồn vàng là chúng tôi là rõ ràng nguồn gốc. Xuất hóa đơn điện tử đấy đồng nghĩa với một việc là đảm bảo cái giá trị của tiền mà mình mua vàng để dự trữ, sau này bán cho lại cho doanh nghiệp chúng tôi thì nó sẽ được đảm bảo uy tín về cái chất lượng sau này. Biện pháp mạnh tay về quản lý thuế đối với loại hình kinh doanh này không chỉ góp phần chống thất thu mà còn làm lành mạnh, minh bạch thị trường, chống tình trạng vàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo vệ quyền lợi của người dân và nhà đầu tư. Chính vì thế, đi đôi với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong triển khai, cơ quan thuế cũng tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát tuân thủ. Về kiểm tra giám sát thì chi cục cũng chỉ đạo các cái bộ phận chức năng, ở đây là các đội kiểm tra thuế. Thế thì chúng tôi căn cứ vào những cái hồ sơ khai thuế, căn cứ vào cái dữ liệu hóa đơn điện tử mua vào bán ra, kết hợp với cái thông tin dữ liệu từ bên thứ ba, chúng tôi phân tích rủi ro, và những cái trường hợp đánh giá là có rủi ro thì yêu cầu doanh nghiệp giải trình bổ sung theo quy định của luật quản lý thuế. Thế và cũng có cả những cái trường hợp phải tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Với những biện pháp mạnh tay, việc thực hiện xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với giao dịch mua bán vàng đã dần đi vào nền nếp. Tuy nhiên, cùng với những quy định từ luật, từ cơ quan quản lý, thì đòi hỏi từ người tiêu dùng cũng là một loại áp lực lớn đối với đơn vị kinh doanh. Nếu mỗi người dân quan tâm, đòi hỏi quyền lợi của mình, người bán sẽ phải tìm mọi giải pháp để thực hiện nếu không muốn bị phá sản. Chính điều này sẽ tạo ra dịch vụ lâu bền, thuận lợi, chứ không chỉ là làm cho xong, theo kiểu đối phó. Triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền thì ngành thuế cũng đã triển khai. Hiện nay thì chúng tôi triển khai là 6 cái nhóm ngành nghề, trong đó có vàng bạc. Thế và đánh giá đến nay thì về phía doanh nghiệp thì không có vướng mắc gì. Các doanh nghiệp là có cái sự đồng thuận rất cao trong cái triển khai thực hiện. Thì ở đây có một cái nữa là chúng tôi phải chú trọng tập trung là cái tuyên truyền ý thức của người dân khi mua hàng hóa, dịch vụ nói chung là phải lấy hóa đơn. Để bình ổn thị trường vàng, việc xuất hóa đơn theo từng lần bán đối với các cửa hàng kinh doanh vàng là biện pháp hiệu quả. Điều này góp phần tạo sự minh bạch cho thị trường và hạn chế việc buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng để giải pháp này thực sự phát huy tác dụng, cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều cơ quan liên quan, sự hỗ trợ và định hướng chặt chẽ từ phía nhà nước và cơ quan thuế. Tránh tình trạng các đơn vị kinh doanh vàng kết nối hóa đơn điện tử theo kiểu đối phó, làm cho xong. Thời gian vừa qua, việc quyết liệt triển khai xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã kiểm soát được doanh thu của từng cây xăng. Nhà nước thu được thuế và hạn chế được tình trạng buôn lậu xăng dầu. Vì vậy, không chỉ kinh doanh vàng bạc mà sắp tới cần đẩy mạnh kiểm soát việc xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với nhiều ngành nghề khác để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như chống thất thu cho ngân sách nhà nước.